Bản tin tiếp theo liên quan đến việc Tổng thống Biden đang phải đối mặt với sự rạn nứt của đảng Dân Chủ ngày càng sâu sắc bởi Section 42. Chúng ta biết là có thể nếu như mà mọi chuyện thuận lợi là ngày 23 tháng 5 này đó, là chính quyền Tổng thống Biden sẽ bỏ đi cái Section số 42. Có nghĩa là chúng ta sẽ không được phép gọi là đưa những người mà đến biên giới của nước Mỹ trả về nước của họ. Chúng ta không làm như vậy được nữa mà phải cho họ vào các trại tị nạn, sau đó thì xem xét hồ sơ, có đôi khi là không xem xét luôn mà gọi là đưa một cái giấy trên đó không có hình của họ, rồi xong sau đó rồi là thả đi rồi là nói họ phải ra tòa di trú, nhưng mà trong khi họ đi đâu không biết. Có nghĩa là trên cái giấy đó không có cái ID của họ luôn. Có nghĩa là rất là khó kiểm soát. Cái đó là chúng ta đã nhìn thấy được cái thời gian trước đây. Huống hồ chi bây giờ là đại dịch COVID-19. Cho nên ngay phía của những người đảng Dân Chủ cũng lo lắng. Họ nói rằng là sẽ chỉ ủng hộ nếu như mà chính quyền Tổng thống Biden đưa ra được một cái giải pháp gọi là khả dĩ và tốt. Nếu như bỏ đi cái Section số 42 này thì sẽ điều hành như thế nào để bảo vệ biên giới, để bảo vệ cho mọi người rằng chắc chắn những người đến không bị nhiễm COVID-19, chắc chắn họ không phải là những người nguy hiểm, chắc chắn họ không đưa ma túy vào nước Mỹ, chắc chắn họ không đưa những gì bất hợp pháp vào nước Mỹ, và chắc chắn họ là những người gọi là tị nạn thật sự. Đó, cho nên là đó là cả một cái quá trình mà không dễ gì để có thể tìm một giải pháp trong một sớm một chiều để có thể ngăn chặn những người nhập cư trái phép bước vào biên giới nếu như loại bỏ đi cái Section số 42. Chính vì như vậy mà ngay cả Thượng nghị sĩ Gary Peters thuộc Đảng Dân Chủ của tiểu bang Michigan, người chủ trì cho cả Ủy ban An ninh Nội địa và cả Ủy ban Chính phủ của Thượng viện, cũng như là một chi nhánh cho chiến dịch của Đảng Dân Chủ của Thượng viện, cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngay tại Điện Capitol vào ngày hôm nay, ông nêu rõ rằng những lo lắng của mình với các quan chức của chính quyền Tổng thống Biden, ngay cả cơ quan an ninh nội địa và cũng như Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa là ông Alejandro Mayorkas, thì ông Peter nói rằng ông muốn thì chính quyền phải dành thời gian để trình bày chi tiết về các kế hoạch bù đắp cho việc dỡ bỏ chính sách cái Section số 42. Nhưng mà phải bỏ qua cái việc xem xét các quyết định này là không có được, phải coi lại một cách cẩn thận như là quyết định của CDC về vấn đề dịch bệnh như thế nào, và trong khi chuẩn bị nó có hiệu lực vào ngày 23 tháng 5 này, nên cần phải rất là cẩn trọng.